xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình clip này thì chúng ta lại cùng dự đoán này bởi vì là s cộng sau con Celebi nếu theo thứ tự đó chính là con gel ra tuy nhiên là gel ra liệu có ở trong cái sự kiện đấu giá ở thời điểm sắp tới hay không hay là cũng sẽ lại vào vòng quay nạp mới có giống như của jesse hay là một số s cộng như của mấy tháng trước và s cộng ở tháng kế tiếp đó chính là con sơnia thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này còn trước đó thì chúng ta sẽ cùng nhập hai cái cốt mới ở trên trang chủ đầu tiên đó là cái cốt mà diễn ra ở hàng tuần Uh, niềm vui đầu tuần với cả sôi nổi cuối tuần này uh, cốt này vẫn lại tương tự như mọi khi đó là 500 kim cương và những năng vàng và một cái cốt nữa xịn hơn đó chính là việc uh, group của game đã đạt được đó là 50.000 thành viên và đã có một cái cốt mới ở cái cốt này thì bạn sẽ có thêm 3.000 kim cương này hai cái chip đỏ này 30 mảnh vận năng đỏ và 50 mảnh vận năng vàng kèm theo là bốn cái dương thiết bị thám hiểm uh, huyền thoại này ngẫu nhiên đây cái chip đỏ cũng là ngẫu nhiên có đợt nào đã tặng đó là hai cái rune đỏ rồi chip thì khó kiếm hơn này và đợt này thì mình sẽ mở thử luôn đã xem được cái gì được bốn món đồ này còn chip đỏ này thì được hai loại này ờ, uh, không xịn cho lắm một cái thì cùi một cái thì lại thiên về kiểu dạy như là tạo khiên nhưng mà cái này thì mình chưa có mình sẽ chuyển qua cái a cao khác của mình này và nhập cái cốt tiếp để có thêm đó là hai cái chip đỏ để xem cái a cao này thì cái chip đỏ mình mở ra có được xịn hay không a cao này thì mình thấy có một cái chip xịn hơn đó là cái chip sói ở thiên về tấn công một cái chip alakazam thì cũng cùi cùi nhưng mà coi như có hơn hơn không hai cái chip đỏ rồi kết thúc nội dung đầu tiên đó là nhập cốt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung thứ hai đó chính là nói về S cộng ra liệu S cộng ra nó có sẽ có ở trong cái sự kiện đấu giá ở tháng tới không? Khi mình nhìn ở trong cái phần khung như thế này, thì mình để ý đó là hầu như các bạn sẽ thấy đó là S cộng nó sẽ ra theo thứ tự lần lượt của các khung như thế này. chẳng hạn. Tuy nhiên ở trong này thì mình chưa nhìn thấy cái khung của ra đã cập chưa có cập nhật ở trong này. Tức nghĩa là ra vẫn chưa có cập nhật chính thức. À, chỉ có thấy sau cái khung đó là có con um, senior này thôi thì có khả năng nhớ nhỡ đâu senior lại là s cộng kế tiếp thì sao mặc dù là theo thứ tự ở, ra mắt ở các bản khác thì đó chính là gieo ra nó sẽ ra trước con senior này cơ còn nếu mà giả sử gieo ra mà ra trước senior thì tức nghĩa là tháng sau sẽ là sự kiện đấu giá của gieo ra còn nếu không tình huống thứ hai giống như ở các tháng trước các tháng trước thì cũng đã gọi như là có hai s cộng ra mắt mới chẳng hạn thì một sẽ vào cái sự kiện vòng quay 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 may mắn như thế này. Thì các bạn sẽ cần phải nạp để có được S+ -cộng đó. Còn nếu mà các bạn mà không có đủ điều kiện để nạp để lấy S+ -cộng ở trong vòng quay may mắn này thì các bạn sẽ phải đợi đến tình huống thứ hai, đó chính là lật thẻ để có thể lấy được mảnh của S+ -cộng đó và lệnh tình huống thứ ba tiếp, đó chính là sự kiện là pon, lúc đó hay có kèm tiêu kim cương được mảnh của S+ hiểu đã như là tiêu được 35.000 kim cương ấy, sẽ được S cộng uh, đó 4 sao thì có khả năng giao ra nếu các bạn mà dạo như là không ra được trong sự kiện đấu giá thì các bạn sẽ phải lấy trong những sự kiện đó còn không thì hên xui nó sẽ có trong sự kiện uh, vòng quay S cộng. Lúc đó các bạn sẽ tốn tầm 20 mình kim cương để có được. Với uh, giao ra thì mình cũng đánh giá rất là cao uh, về khả năng tấn công của nó. hồi trước lúc mà bản tiếng Trung ra mắt ấy, bản tiếng Anh chưa có ấy, thì bản tiếng Trung hồi đó mình post rất là nhiều về các clip về giao ra kiểu dạng như là nó là một con đam cực kỳ tốt luôn à, và nó cũng dại nhiên là à, gây sát thương rồi dại nhiên đánh lên tim theo kiểu mà không phải đánh một mục tiêu mà đa mục tiêu luôn uhm, rất là nhiều clip hot về gara của rồi như là bên bạn cân tim được bên kia tuy nhiên đến khi ra mắt ở bản tiếng anh thì lúc đó hầu hết các x cộng đã được búp thêm một bộ skill khác biệt hơn rất là nhiều rồi do đó gara ở bản tiếng anh bây giờ nó lại không được quá ưu chuộng cho lắm Uh, nếu các bạn nó lên được 11 sao hoặc 8 sao nữa thì nó có vẻ sẽ đỡ hơn 8 sao chủ yếu đi kiểu dạng như hỗ trợ dành riêng cho con Masadao thôi còn 11 sao thì gây sát thương mạnh nhưng mà cái khả năng sinh tồn nó lại kém hơn và nó lại kiểu dạng như không gây sát thương được lên quá nhiều con Raymond Gordon này tuy nhiên nếu mà chỉ riêng nếu mà bạn sử dụng gel ra uh, những ai đam mê tim điện chẳng hạn hay là những ai mà dạng như là chưa có một con S cộng đam tốt thì gieo ra lại một con uh, rất là tuyệt vời ở, ở phần S cộng này 4 sao thì khả năng của nó phòng thủ Uh, sinh tồn của nó rất là tốt này tuy là uh, sát thương gây ra thì cũng khá khá thôi chứ cũng chưa thể so được nếu mà tầm 11 sao thì sát thương của nó gây ra cũng quá là ổn luôn đọ với tim mà giờ như không có con Raymond Gaudon thì giao ra vẫn có thể là um, kiểu dạng như là có được một chút lợi thế còn nếu mà giả sử mà đấu với tim mà về sau lại có mega uh, con Raymond Kyo Raymond chẳng hạn thì giao ra nó cũng sẽ kém hơn nhiều bởi vì S cộng mà S trong này thì có cái gì đó vẫn nhỉnh hơn S cộng nhiều nhưng mà trong này ra sẽ là một con thuộc dạng tấn công vật lý rất là nhiều và nó sẽ có đại như là bạn có thể sử dụng con Metal này đại như là để đỡ được những đòn tấn công của ra nó cũng sẽ ổn hơn hoặc là Diamond Gordon chẳng hạn và đây ra tốc độ của nó 143 một con có tốc độ rất là cao công vật lý 112 về kỹ năng của nó các bạn có thể xem ở trong này rồi tuy nhiên ở trong này thì vẫn chưa cập nhật được cái nội dung của 11 sao này chưa cập nhật được cái nội dung của 8 sao này thế nên là bạn nào có dạng nhận đọc được trong này mà review được bộ skill của nó 8 sao hay 11 sao thì kiểu gì các bạn cũng phải sẽ phải tham khảo ở các bản tiếng Anh hay bản tiếng Trung rồi chứ còn nhìn như làm sao mà phân đoán ra được 8 hay 11 sao nó sẽ như thế nào còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu nhanh về giao Ok bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bản tiếng Trung của mình đang chơi để nói về S cộng giao ra. ra hồi trước thì mình cũng chỉ để 4 sao thôi và cũng không sử dụng nhiều lắm Tuy nhiên là cái solo của 4 sao của nó cũng rất, rất là tốt đấy và thêm nữa đó là cái dao ra này Hồi đó bắt đầu mới có thì nó kiểu cảm giác như là nó cũng rất là mạnh luôn ấy Nhưng mà hồi đó mình đang sử dụng đó là S rồi Như Brayman đơn hay là Mega Ray qua da chẳng hạn Cho đó mình cũng không có chỗ cho thêm gel ra và nữa Và chỉ để nó 4 sao thôi Tích cho dành cho Diamond Kyo ở bản tiếng Trung đợt đó Và với gel ra này Thì đây là một Pokemon hệ điện này Hệ điện trong game này rất là hiếm luôn ấy Và sẽ có kiểu như hai Pokemon khác sẽ trùng quà với cả nó thôi do đó thì việc quà hay là việc dồn đồ dành cho gieo ra của bạn cũng sẽ rất là dễ luôn kiểu như là bạn lúc lúc kiểu như lúc mà S cộng gieo ra ra mắt chỉ mỗi mình nó kiểu như có thể sử dụng được những cái đồ kiểu như thế này cho nên các bạn dồn đồ vào cho nó thì có thể lên được chiến với cả cái sát thương gây ra rất là cao quà của nó nếu mà bậc S thì kiểu như là có con Magnezone này hay con Zapdos chẳng hạn thì sử dụng quà giống của Zera, các bạn có thể tăng nó từ lúc trước rồi chẳng hạn Thế nhưng mà đến lúc mà Zera ra thì các bạn có thể cũng có được nhiều quà để có thể nâng nó lấy lên rồi Với ra một con thuộc dạng tấn công Và cái dòng cuối của nó cộng thêm 7,5% tỷ lệ bảo kích Thì các bạn lại phải cần có thêm Zekrom với cả Aspikachu Aspikachu thì có sẵn rồi, còn Zekrom thôi Và Zera với cả Zekrom sẽ là một bộ đôi tốt dành cho bạn nào mà đam mê chơi với cả tím điện với gera thì nó sẽ có khả năng sinh tồn rất là tốt đó là nó sẽ tạo ra cái bóng của nó mỗi lượt cái bóng này thì nó sẽ dựa theo đó 50% các chỉ số cơ bản của gera này cũng giống như kiểu của Giatina tạo khiên ma mỗi lượt để bảo vệ thì với gera này nó cũng sẽ tương tự như vậy cái bóng này thì đến tận nếu như là năm máu của gera mà bởi vì là đó là 50% các chỉ số tuy nhiên là cái bóng này nó cũng không phải một trăm trăm chạy ra đấu hộ chủ nhân nó chỉ có một nửa số đó thôi 50% tuy nhiên năm mươi đó các bạn sẽ thấy đó là kích hoạt trong trận đấu cũng rất là nhiều luôn và cái bóng này nó sẽ có dạng như là cứ thấy chủ nhân bị đánh thì nó sẽ có khả năng đó là 50% ra đỡ hộ, còn đâu cứ thấy chủ nhân tấn công địch nào đó thì là nó cũng sẽ xông ra đánh ké cùng với chủ nhân của nó. Với ra này thì nó sẽ có một cái khả năng khống chế riêng của những Pokemon hệ điện đó chính là tên liệt. Skill 2 của nó thì nó sẽ tấn công theo kiểu một hàng dọc và nó sẽ làm cho địch với tỷ lệ tê liệt đó là 100% và kèm theo như các bạn thấy đó là cái bóng của Zelda nó cũng chạy ra theo đánh kế theo với cái sát thương gây ra bằng 240% cái công vật lý của cái bóng. 240% công vật lý của cái bóng cũng tương đương đó là tầm 120% công vật lý của Zelda. Zelda đánh những con nào thì bóng đánh y xì những con đó. Cái này thì mình sẽ giới thiệu theo kiểu bản tiếng Việt bởi vì bản tiếng Việt nó có một số cái kiểu dạng như là nó cũng chưa được chỉnh sửa về bộ skill của Zelda đâu. Ví dụ như là Zelda cái bóng của nó tỷ lệ đỡ hộ dành cho chủ nhân của nó 50% tuy nhiên là nếu mà địch có càng nhiều thì tỷ lệ đỡ của cái bóng nó cũng sẽ tăng cao hơn 6 địch là cộng thêm 30% rồi tức nhiên 80% tỷ lệ cái bóng nó sẽ chạy ra đỡ hộ chủ nhân chứ không phải 50% nữa và ngoài ra ở bản tiếng Việt này thì cái bóng này có như là khi bị mất đi thì gieo ra quay trở lại còn ở các bạn khác thì nó sẽ tiến bộ hơn đó là khi gieo ra quay trở lại thì nó sẽ cộng thêm đó là 20% tỷ lệ nẻ cái này thì chưa có Thế nên là lúc này coi như gieo ra biến mất rồi Bạn phải tiêu diệt được cái bóng xong thì gieo ra mới quay trở lại cơ Và đến lượt 2 khi gieo ra quay trở lại đây Và các bạn thấy đó là hai địch mà bị tấn công bằng skill 2 ở cái lượt 1 ấy Bị ứng tê liệt, bây giờ vẫn còn tê liệt Tại vì tê liệt này nó đến tận hai lượt cơ Tê liệt này thì làm địch sẽ kiểu lại như là bị không thể giao đòn tuyệt kỹ Coi như là một cái khống chế cực kỳ tốt của gieo rồi Đó chính là cái tác dụng tê liệt Một hiệu ứng khống chế riêng của những Pokemon hệ điện này khả năng đánh trước của Geyra đó chính là khi mà Geyra một cái bóng như này địch nào chuẩn bị đánh vào Geyra là ngay tức Geyra uh, nó sẽ sử dụng kiểu dạng như là Skill 1 đánh lên địch đó trước khi địch đó đánh vào Geyra đó chính là cái tác dụng của hiệu ứng đánh trước khi mà Geyra đang có bóng uh, cái này phải tặng phải kích hoạt khi mà có bóng nhá còn nếu không có bóng thì Geyra vẫn đứng im chịu đòn thôi và uh, chính vì như vậy thì Skill 1 của Geyra kiểu dạng như là nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó kiểu dạng như là tăng thêm cái em uh, tỷ lệ hút máu này và tăng thêm cái công vật lý này à, tuy nhiên là được cộng dồn đến 5 lần bởi vì là gieo nó có hiệu ứng đánh trước mà các bạn ấy thấy giờ là lên cộng 2 rồi nhé và đây địch đang chuẩn bị đánh thì bị đánh trước này lên cộng 3 rồi lên cộng 4 cho nên là gieo nó sẽ có cái tỷ lệ hút máu với cả công vật lý cũng rất là ổn luôn và với toàn tuyệt kỹ của Zelda thì nó gây ra sát thương rất là cao bởi vì là 220% công vật lý mà đấm tận đến 5 lần mà đấm 5 lần này thì không phải là đấm lên một địch mà nó sẽ kiểu dạng như là chọn ngẫu nhiên địch để tấn công. Thế nên là với Zeo này có dạng như bên địch mà có dạng như là có con nào phòng thủ rất là tốt ở hàng trước chẳng hạn. Tuy nhiên, Zeo uh, vẫn có thể đấm được những con hàng sau bởi vì nó đánh ngẫu nhiên mà. Và đòn tấn công này của nó kiểu dạng như là có thể tiêu diệt được đến tận 5 địch cùng một lúc cơ. Thì đó chính là cái hay của Zeo đòn tuyệt kỹ của nó nhưng mà có một cái gọi uh, như là tuy sát thương gây ra rất là cao 220% công vật lý và đánh tận 5 lần tính ra là sát thương gây ra đến tầm tầm nghìn uh, hai nhưng mà cái khả năng của nó gần như là không có khả năng gần như bỏ qua thủ uh, nhiều giống như của con um, Mega Ray qua Gia chẳng hạn hay là có những đòn tấn công kiểu rất đặc trưng như là của con um, Hupa nhốt địch và khống chế cho nên là tấn công của Gera này theo kiểu mà sát thương thuần là chính thôi ờ, dựa theo công vật lý của càng cao thì sát thương gây ra càng cao nhưng mà đánh vào địch nào của dạng như là Diamond Golden không bỏ qua được thủ của nó hay là Me Metro thủ vật lý cao thì sát thương gây ra của Gera cũng chưa phải là quá là uh, mạnh đó là với những con đặc thù như vậy thôi chứ còn nếu mà đánh lên những con bình thường ví dụ như con Mega Rayquaza hay là những con khác chẳng hạn giachi thì uh, một đòn tấn công vừa rồi năm cú 1200 công vật lý mà nuôi nó cộng mạnh công vật lý thì vẫn bổ được chết rất rất là nhiều con luôn. Lúc nãy là mình đánh toàn tuyệt kỹ mà kill toàn bộ địch này, còn bây giờ nếu mà đánh toàn tuyệt kỹ mà không kill toàn bộ địch ấy mà nếu mà gieo ra tấn công này được tiểu dạng như ba địch khác nhau chẳng hạn thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng từ trường giống như thế này các bạn ý rất là nhiều tia sét đang bao vây quanh địch này nó sẽ giúp cho như là những pokemon hệ điện bên bạn đó là tấn công những địch nào và đang bị hiệu ứng từ tính nhiều giống như cái hiệu ứng à, dạng như là cái hình nam châm kia đó là đánh lên địch này xong thì địch những địch còn lại nó sẽ nhận 25% sát thương như các bạn thấy là có địch nó đang bị nhận sát thương như vậy rồi thì đó là một cái hỗ trợ rất là tốt của Zelda à, dành cho Pokemon hệ điện bên bạn và với cái tim điện bây giờ thì cái khả năng đó là tên liệt à, làm cho địch rất là nhiều luôn Zelda này nó sẽ hỗ trợ cho những Pokemon hệ điện bên bạn đó là tấn công lên địch nào mà có nghĩa là hệ bay hoặc hệ nước Uh, thì uh, nó sẽ đặt hiệu ứng uh, từ tính à nhiều ứng điện lên địch này và kèm theo là những địch nào mà đang có hiệu ứng điện này uh, mà bị những pokemon hệ điện bên bạn tấn công thì sát thương sẽ tăng thêm đó là 20% và ngoài ra đánh lên những pokemon hệ điện bên bạn ấy thì sát thương nó cũng sẽ bị giảm đi đó lên tận 30%. Nếu bạn mà chơi mà lên được 8 sao của Geroa thì vừa vào trận đấu ấy thì uh, là nó cũng sẽ hỗ trợ cho những pokemon hệ uh, địa bên bạn là một con có sức tấn công cao nhất. Ở đây ví dụ như các bạn chơi với cả con Zekrom chẳng hạn ấy thì nó sẽ tạo ra cái bóng dành cho Zekrom Zekrom thì các bạn biết rồi Có cái bóng này thì khi địch chuẩn bị đánh Thì sẽ ra skill một đánh lên trước địch Thì đó là một cái hỗ trợ của Zera Dành cho Zekrom Và Zekrom nó cũng sẽ hỗ trợ cho Zera kiểu dạng như là Địch à, Pokemon nào mà sử dụng Toàn tấn công vật lý đánh lên địch Thì cũng sẽ tăng thêm 300 nộ nữa Giúp cho Zera nó sẽ hồi nộ nhanh hơn Với team điện này là team sẽ là kiểu dạng như là Có khả năng hồi nộ nhanh, nộ đầu Và đặt hiệu ứng tê liệt Và đánh trước lên địch ở thời điểm mà Zelda ra mắt, tuy nhiên là mình nghĩ chắc là có sẽ nhiều người sẽ chờ về con Serena nhiều hơn bởi vì bộ ba hỗ trợ cực kỳ tốt. đến bây giờ bản tiếng Anh thì bộ ba này luôn luôn đi cùng với cả các top rồi, đó là Serena, Celebi với cả Ziachi. À, tối thiểu các Pokemon này nếu mà muốn tốt thì Sonyo tốt sẵn ở 4 sao rồi, lên 8 sao càng tốt hơn. Đó là tạo ra được ngay cái sợi dây liên kết ngay từ lượt đầu giống như thế này. Còn Celebi 8 sao cứ mỗi lượt các bạn biết rồi, đó là búp hiệu ứng kháng tử. Còn giachi ngay từ lượt đầu thì búp thêm các lá bùa, có sẵn ba lá bùa thì nó cứ chia sẻ và ngay từ đầu trận thì nó sẽ tặng thêm cho Zacrom con sức tấn công cao nhất bên bạn hoặc là gieo ra ngay một cái hiệu ứng lá bùa tím để có thể tăng thêm 35% sát thương và đòn tuyệt kỹ thì nếu bạn chơi tim thép thì các bạn có thể uh, chơi với đội hình kiểu dạng như thế này hoặc là với me metal là một con thuộc dạng tăng thì các bạn có thể sử dụng con giatina nếu các bạn không có hoặc là con tốt nhất nhất hiện tại bây giờ chắc là Diamond gordon thì đó là những gợi ý ở như là nó nói về chơi tim điện thôi chứ thực ra tim điện thì chỉ có mỗi hai con này là đi cùng ở uh, đi chơi với nhau thôi còn đâu những con khác thì dạng như là uh, bậc s thì thôi bỏ qua chủ lấy những con hỗ trợ như thế này là tim bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều đó chính là bộ đôi zero mà zelda Ờ... Uh, rất là ổn ở bản tiếng Việt với những người chơi đam mê. Ok vậy là mình đã giới thiệu qua xong về Gera rồi à, khả năng cao rất là khả năng cao luôn ấy. chắc là Gera nó ấy có ở trong cái sự kiện vòng quay à, và à, vòng quay nạp mới có rồi còn đâu là tháng tới khả năng Sonya sẽ ở trong sự kiện đấu giá rồi lúc đó tự như là sự kiện đấu giá nó sẽ rất là hot luôn bởi vì Sonya nó quá là tốt và các top thì kiểu gì cũng sẽ lấy để giúp cho team tốt hơn nhiều thì chúng ta sẽ cùng chờ xem tháng sau thì nhà phát hành sẽ cho con nào sẽ ra mắt ở trong sự kiện đấu giá tiếp